Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Đức Thơ và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục có những nhiều diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và trong cả nước, thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã xây dựng nhiều biện pháp, chương trình hành động cụ thể kịp thời, phối hợp hiệu quả với Bộ Y tế, từng bước kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Hiện nay, Bộ Y tế và các địa phương đã tập trung phương tiện, trang thiết bị, điều động những lực lượng tốt nhất vào Đà Nẵng, chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, khẩn trương tiến hành truy vết những người nghi nhiễm COVID-19. Đồng thời, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, hiện nay thành phố Đà Nẵng đang kiên trì chiến lược chống dịch với các bước là truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị và dập dịch. Thành phố đã cách ly gần 17.000 trường hợp tiếp xúc gần, chủ động triển khai các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến, nâng cao năng lực xét nghiệm. Nhận định về tình hình dịch trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ tin tưởng với những biện pháp đã tích cực triển khai, thành phố sẽ sớm khống chế được dịch, đạt đỉnh dịch sớm hơn so với dự kiến. Về nhận định thì chúng tôi cho rằng số ca nhiễm tăng trong thời gian vừa rồi là do Đà Nẵng đã quyết liệt tập trung với công tác đẩy mạnh xét nghiệm số lượng lớn, truy vết nhanh và cũng chủ yếu là từ khu vực và liên quan đến khu vực của bệnh viện Đà Nẵng. Thì với là cái phương châm chúng ta tiếp tục đẩy nhanh cái tốc độ xét nghiệm, cách ly một cách tuyệt đối, thì tôi hy vọng rằng thì trong thời gian sắp tới thì trong cộng đồng sẽ chặn đứng được cái khả năng cái lây nhiễm trong cộng đồng. Có nghĩa là chúng ta sẽ chặn đứng được cái dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương tiếp tục đồng hành hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, thành phố đã tiếp nhận nhiều hỗ trợ về trang thiết bị, vật tư y tế từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp nhận các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được các thành phố Hải Phòng, tỉnh Bình Định cử đến hỗ trợ thành phố trong công tác phòng chống COVID-19. Thời gian đến, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực xét nghiệm từ khoảng 7.000 mẫu trên một ngày lên 10.000 mẫu trên một ngày, đồng thời tiếp tục siết chặt việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố.